Chi phí thức ăn rẻ, dễ kiếm, chuồng trại chăn nuôi dễ làm, chi phí thấp, đem lại cho người chăn nuôi nguồn thu nhập ổn định. Đó là lời khẳng định của chị Nguyễn Thị Hà, chủ trại chăn nuôi chuồn mốc lớn có địa chỉ tại Phú Xuyên, Hà Nội. Sau khi xuất khẩu lao động về, chị luôn mong muốn tìm kiếm một công việc độc lập, tự chủ về thời gian và có được nguồn thu nhập ổn định, không sợ khổ, sợ khó. Cho dù công việc này nhiều người cho rằng không phù hợp với phụ nữ, chị Hà đã chịu khó học hỏi, tìm hiểu về chăn nuôi cày vòi mốc. Cho tới nay, trải qua những bỡ ngỡ ban đầu, thì chị đã có được những trang trại chăn nuôi lớn tại vùng đất thủ đô. Xin kính chào bà con, tôi tên là Nguyễn Thị Hà, tôi là chủ chuỗi trang trại chăn nuôi động vật hoang dã. Hôm nay tôi đang đứng tại phân trại chăn nuôi về chuyên về con chuồn mốc của gia đình chúng tôi. Thì vốn dĩ tôi là một người con gái sinh ra từ miền quê nghèo, bởi vậy trước kia cái nghề chính của tôi là làm neo. Tôi đã đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Sau một dịp tình cờ, tôi về nước và tôi gặp một người em của tôi, được sự chia sẻ và cũng như là về kỹ thuật chăn nuôi những con động vật hoang dã và mô hình chuồng trại. Tôi đã quyết định trở về nước và đầu tư vào chăn nuôi con chuồn mốc. Thì khi tìm hiểu và chăn nuôi các loại động vật hoang dã cũng như con chuồn mốc thì tôi thấy được rằng là cái chi phí để chăn nuôi con chuồn mốc nó rất là rẻ, dễ kiếm, cũng như là thức ăn rồi đến chuồng trại rất dễ làm. Bởi vậy mang lại cho mình một cái nền kinh tế khá là ổn định và rất cao, đảm bảo cho gia đình. Thức ăn của cày vòi mốc là một lợi thế nếu đem so sánh với các loại vật nuôi thông thường khác. Ví dụ như chăn nuôi lợn, nuôi gà thì nguồn thức ăn chủ yếu là cám công nghiệp, chi phí về thức ăn là rất lớn. Nhiều trang trại chăn nuôi lợn chia sẻ, tiền cám và tiền vaccine cho lợn chiếm quá nửa chi phí đầu tư nên lợi nhuận đem về không cao. Nhiều khi muốn giữ để nuôi cố để chờ giá lên cao thì chi phí thức ăn cũng sẽ đội lên theo, nhiều hơn cả số lợi nhuận thu về khi chờ giá. Đối với cày mốc thì thức ăn rất rẻ và dễ dàng chế biến như cháo và các loại hoa quả tự nhiên. Nên nếu nói về thức ăn của cày vòi mốc thì chiếm ưu thế hoàn toàn so với các vật nuôi khác. Khi nhắc đến chăn nuôi thì bà con chúng ta thì luôn suy nghĩ đến nguồn thức ăn cho những con vật chúng ta nuôi. Thì con chuồn mốc này về phần thức ăn của nó rất là rẻ, dễ kiếm. Tại gia đình cũng như địa phương chúng ta có thể tự trồng trọt là con chuồn mốc nó cũng có thức ăn. Bởi vì nó chỉ ăn hoa quả ngọt như chuối, thanh long, đu đủ. Buổi tối thì chúng ta có thể phụ thêm cháo gà, cháo cá cũng như là cháo thịt băm. Nó rất là dễ, rẻ, dễ kiếm và nó không như các loại động vật mình chăn nuôi khác như con lợn, con gà hay con trâu, con bò. Nó rất là, trâu bò thì nó rất là khó kiếm chẳng hạn. Hoặc là con lợn, con gà thì cái chi phí thức ăn nó rất là cao. Như thức ăn của con trâu và con bò thì cái nguồn thức ăn là rất là lớn cho một con trâu, con bò. Bởi vì vậy, bà con để nuôi được con trâu, con bò thì chúng ta phải cần những cái diện tích để trồng trọt thức ăn cho trâu bò rất lớn. Và con lợn, con gà cũng vậy. Cái nguồn thức ăn là chúng ta đòi hỏi là rất tốn kém thì mới có thể mang lại thành công. Nhưng đối với con chuồn mốc thì nó rất rẻ, bởi vì nó chỉ ăn hoa quả ngọt và buổi tối thì một chút cháo. Như bà con thấy, chuồng nuôi cày của chị được thiết kế thoáng mát, chắc chắn để chuồn không bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài. Mùa hè luôn đảm bảo thoáng mát và mùa đông không bị gió lùa, giữ được nhiệt độ ổn định để cày phát triển tốt nhất. Để dễ dàng dọn dẹp vệ sinh chuồng nuôi thì chị Hà thiết kế các ô chuồng nuôi cách mặt đất 60cm để thuận tiện cho việc dọn dẹp vệ sinh thường nhật. Về kích thước cụ thể cũng như chi phí làm chuồng, chị Hà sẽ chia sẻ cho bà con như sau. Vâng, về phần chuồng trại thì như bà con thấy của gia đình chúng tôi thì nó không chiếm quá nhiều diện tích cho một con chuồn ở, bởi vì là mỗi một ô chuồng để cho một con chuồn ở chỉ cần chiều rộng khoảng 50cm và chiều cao tầm 70cm, chiều dài tầm 1m và chúng ta làm cách mặt đất 60 phân là chúng ta có thể nuôi được một con chuồn mốc đơn lẻ. Như chuồng trại của nhà tôi, trang trại chúng tôi thì tôi làm cách mặt đất
60 phân như này thì và là tôi làm theo cái hình mương, thì tôi sẽ dùng nước để xịt vào buổi sáng. Mỗi sáng tôi dọn dẹp tôi dùng nước vì gia đình chúng tôi là gần ao. Bởi vậy thì chúng tôi lạm dụng những cái thức ăn thừa và phân của con trồn chúng tôi đưa ra ao thì nuôi cá. Thế còn nếu như bà con không có gần ao thì có thể làm giống như gia đình chúng tôi và rải chấu cùng men vi sinh để con trồn rất là sạch sẽ. Sau 1 tuần đến 10 ngày ta có thể dọn chấu một lần và con trồn nó sẽ được vệ sinh và không mang lại bệnh tật gì cả. Về phần chi phí để làm mỗi ô chuồng cho trồn mốc thì như bà con nhìn đây thì chúng ta sẽ làm bằng khung sắt và xung quanh chúng ta bọc bằng màn lưới thép đấy. Và bên nhà tôi thì ở những mỗi ô chuồng tôi sẽ ngăn theo những tấm tôn này. Thì cái chi phí tính ra mỗi ô chuồng của con trồn mốc nếu mà đơn lẻ thì khoảng rơi vào khoảng 400-500, chuồng đôi thì rơi vào khoảng 700-800. Bởi vậy cái chi phí làm chuồng cho mỗi một ô chuồng nếu rộng rãi thoải mái nhất thì rơi vào tầm khoảng 700-800. Như vậy nó rất rẻ. Cái khu vực chuồng trại thì xung quanh như bà con thấy thì chúng ta có thể xây bằng tường gạch và chúng ta làm bằng những cái tấm lưới tôn. Chúng ta làm sao cho nó thông thoáng, chúng ta sẽ thêm vào đấy là những cái màn lưới thép chắc chắn, làm sao để khi mà ví dụ ban đêm mà chúng ta ngủ con trồn nó có thoát ra ngoài thì nó nghịch ngợm, nó có thoát ra ngoài nó cũng không sổng đi mất. Vì là đó là cái nền kinh tế của chúng ta phải đảm bảo được những cái điều chắc chắn nhất. Bà con có thể lạm dụng những cái chuồng cũ của bà con như chuồng lợn, chuồng gà bà con sẵn có thì chúng ta chỉ cần bao bịt kín là được. Với sự phát triển của xã hội như ngày nay thì khi chăn nuôi loài này, chị Hà thấy tiềm năng phát triển là rất lớn. Nhu cầu của con người ngày càng tăng lên, đặc biệt là đối với những loài vật nuôi có giá trị dinh dưỡng cao như cầy vòi mốc đây. Nếu như bà con hiểu được thị trường và nắm bắt được cơ hội chăn nuôi, thì cầy vòi mốc là một trong những loài vật giúp bà con trở nên giàu có trong khoảng từ 3 đến 5 năm. Đối với bản thân tôi thì sau khi chăn nuôi các loại động vật hoang dã cũng như là con trồn mốc thì tôi thấy được là cái tiềm năng của cái con này sau từ 5 đến 10 năm tới là nó sẽ rất phát triển. Bởi vì tôi đã sống ở nước ngoài 4 đến 5 năm rồi, tôi cảm thấy cái nền kinh tế của Việt Nam mình nó cũng đang đi lên rất là mạnh, đòi hỏi được những cái món ăn cũng như là đưa ra thị trường Việt Nam cũng như là quốc tế, rồi sau này chúng ta sẽ đưa ra quốc tế nữa. Thì nói chung là bà con đầu tư vào làm ăn sẽ không có thua lỗ gì so với con này, bởi vì con trồn mốc nó vẫn còn mang lại những cái gen hoang dã, bởi vậy cái đề kháng của nó rất cao, nó ăn khỏe và trọng lượng đạt rất là tối đa từ 8 đến 12 cân. Bởi vậy cái nền kinh tế mang lại cho gia đình và bản thân chúng ta khi chăm sóc nó rất là tốt. Và cái doanh thu mà con trồn mốc cũng như tất cả các loại động vật hoang dã khác nó mang lại cho tôi thì hiện tại của mỗi trang trại chúng tôi trong vòng 1 năm thì sẽ mang lại được từ 2 đến 3 tỷ cái lợi nhuận là khi trừ hết chi phí đi rồi. Như tại mỗi trang trại của chị Hà, hiện nay sẽ có doanh thu từ 2 đến 3 tỷ đồng mỗi năm. Để bà con có điều kiện thuận tiện nhất khi chăn nuôi trồn mốc hay tham khảo mô hình thì bà con hãy đến trực tiếp trang trại của chị Hà để được học hỏi kỹ thuật cũng như kinh nghiệm chăn nuôi từ chị. Ngoài ra, khi bà con mua con giống tại đây còn được ký hợp đồng bao tiêu đầu ra dài hạn với giá bán phù hợp để đảm bảo cho bà con chăn nuôi luôn có được mức thu nhập cao hơn nhiều lần so với những loài vật nuôi thông thường khác. Khi bà con đến với trang trại chúng tôi thì trang trại chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ bà con về những kỹ thuật chăn nuôi cũng như là các hợp đồng bao tiêu và sẽ hỗ trợ bà con giấy tờ hợp pháp cho con giống. Thì khi bà con mới bắt tay vào chăn nuôi thì bà con nên đi tìm hiểu ở tất cả nhiều trang trại và tìm hiểu kỹ về các kỹ thuật chăn nuôi và chăm sóc con trồn mốc cũng như tất cả các loại động vật hoang dã khác để mang lại những cái hiệu quả cao khi mình bắt tay vào chăn nuôi. Bên trang trại chúng tôi thì có đầy đủ cơ sở vật chất để bà con có thể ở xa và ở lại học hỏi kinh nghiệm cũng như cùng chúng tôi trực tiếp chăn nuôi những con giống để bà con có thể nắm bắt được các kỹ thuật.